Chào thầy và các bạn, mình là Hoàng Anh và hôm nay mình sẽ làm một bài tập dùng timer không để đếm sản phẩm của con vít 16F887. Đây là lưu đồ của mình. Thì đầu tiên là khai báo thư viện, cấu hình các chân. Tiếp theo là mình sẽ đặt cái trạng thái ban đầu. Tại vì ở đây mình sẽ hiển thị lên là dùng LCD 16x2 để hiển thị. Nên là trạng thái ban đầu của mình là sẽ có hai cái hàng. Hàng một là hiển thị sản phẩm mát, đây là cái số mình đặt trước để đếm sản phẩm. Hàng hai là cái số sản phẩm mình đã đếm được. Lúc đầu là hiển thị là số mát là 15 và số sản phẩm là 00. Tiếp theo là mình sẽ có hai nút up và down để mình điều chỉnh cái giá trị đặt trước ban đầu, giá trị mát này này. Khi mình nhấn up á, thì cái số đặt trước này tăng một đơn vị và không vượt quá 20. Nhấn down thì giảm một và không nhỏ hơn 10. Là mình sẽ giới hạn cái đếm sản phẩm này sẽ từ 10 đến 20 sản phẩm. Tiếp theo là đếm bằng cái timer không. Nếu như có một cái sản phẩm đi qua thì cái số sản phẩm biến sản phẩm này sẽ tăng một. Còn nếu mà cái số sản phẩm mà bằng cái số mát này, như số 00 này lên bằng cái số 15 này thì sẽ dừng đếm và cái dòng số 2 sẽ hiển thị lên là đã đủ sản phẩm mà nó sẽ nhấp nháy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thiết lập phần cứng. Ở đây thì mình có một con bít 16F887. Ở đây là LCD. Ở đây cái sensor đếm sản phẩm của mình á thì mình sẽ thay bằng một cái nút nhấn. Khi mà có một cái sản phẩm đi qua thì giống như là mình sẽ nhấn vào nút nhấn này một lần. Ở đây mình sẽ có hai nút up và down. Sẽ có hai nút up down để điều chỉnh cái số giá trị đặt trước. Mình sẽ có hai cái nút up down để điều chỉnh cái giá trị đặt trước. Tiếp theo mình sẽ kết nối. Mình sẽ kết nối LCD rồi mình sẽ dùng từ cái D4 đến D7 kết nối vào bọt D. LCD thì vừa giống như bài tập trước, mình sẽ dùng bọt D và bọt E để kết nối đó. Còn cái chân RS, RLUF và chân E mình sẽ kết nối vào bọt E. Còn ở đây mình dùng hai nút nhấn thì mình nút thứ nhất thì mình sẽ dùng cái chân RB0. Còn nút nhấn down mình sẽ chân RB1. Thạch anh này mình dùng là 20 mê. Con mic này cũng là 20 mê. Về phần cứng đã xong, tiếp theo là về phần chương trình cho bài tập này. Thì đầu tiên này sẽ khai báo thư viện. Ở đây khai báo mình dùng cái xung lốc và cờ dùng thạch anh bên ngoài, xung lốc là 20 mê. Đây là khai báo các chân của LCD như là vừa kết nối từ chân chân LCD data 4 đến LCD data 7, mình sẽ kết nối vào chân D4 rồi D4 đến rồi D7. Đây D4 rồi D7. Còn các chân RS, RF và E mình sẽ kết nối vào một E. Đây. Dùng E0, E1, E2. Tiếp theo là khai báo cái thư viện LCD.C. Rồi mình sẽ define hai cái nút up và down này là chân RB0 và RB1. Đây, RB0 là nút up. Còn RB1 là down. Mình sẽ có hai cái biến, một cái biến là để gán giá trị sản phẩm,
Và một cái biến sản phẩm mắt này là để hiển thị cái giá trị đặt trước. Mình có một cái chương trình kiểm tra nút nhấn dùng để chống dội cho hai nút nhấn up và down của mình. Tiếp theo mình sẽ viết hai cái chương trình con. Đó là một cái chương trình hiển thị sản phẩm. Hiển thị sản phẩm thì ở đây là hiển thị cái dòng số 2 LCD của tôi C12. Mình sẽ dùng cái lệnh print kết hợp với LCD Pussy để hiển thị lên cái chữ là sản phẩm 2 chấm. Ở đây là phần trăm 0,2U, nghĩa là hiển thị hai con số của cái biến sản phẩm này. Và cái biến của mình là kiểu unsigned nên là 0,2U và hiển thị luôn con số 0 phía trước. Tương tự như trên thì sẽ có một cái chương trình con hiển thị cái sản phẩm mắt này. Nhưng mà ở đây là LCD của tối đi 11 là cái hàng đầu tiên. Mình cũng kết hợp giữa lệnh print và lệnh LCD proxy. Sản phẩm mắt của mình á cũng bằng phần trăm 2U sản phẩm mắt giống như trên nhưng mà không có hiển thị số 0 chứ. Tiếp theo vào chương trình chính của mình. Chương trình chính của mình á, thì mình sẽ set set cái ngõ ra D và ngõ ra E dùng cái khai báo LCD init như cái lưu đồ của mình giá trị đặt trước mình là 15 nên là mình sẽ gán cái giá trị S sản phẩm mắt này bằng 15 và hiển thị nó ra luôn. Và tiếp theo là sẽ set up cái timer 0. Ở đây là một sản phẩm đi qua là timer 0 mình chỉ có hệ số là chia cho một thôi. Xét cái giá trị ban đầu của cái timer 0 này là 0. Tiếp theo là vào cái dòng lập của mình sẽ gán cái biến sản phẩm này á, nó sẽ bằng với cái timer 0 mình đếm được bao nhiêu sản phẩm thì sẽ gán vào cái biến sản phẩm này và hiển thị cái số sản phẩm này ra cái dòng số 2. Tiếp theo á, là cái phần đặt trước giá trị của mình. Ở đây là tại vì mình dùng cái chương trình chống dội trên đây là kiểm tra nút nhấn. Ở đây sẽ là kiểm tra nút nhấn mà cái ngõ vào B0 á và bằng 0 á thì cái số đặt trước mình á nó sẽ tăng lên một đơn vị. Ở đây cái chân B0 á là nút up á, nó sẽ tăng lên một đơn vị nhưng mà nó chỉ là nhỏ hơn 20. Nó sẽ không vượt quá cái số 20 này. Còn cái ở dưới đây là tương tự cho cái nút pin B1 là nút down. Nếu như nó bằng 0 á thì cái giá trị đặt trước của mình á nó sẽ bị giảm một cái đơn vị. Sau đó mình sẽ hiển thị ra. Hiển thị nó ra. Tiếp theo là cái này nó đếm, đếm thì sản phẩm sẽ tăng 1. Tới cái lúc mà cái sản phẩm mà bằng cái số mình đặt trước á thì nó sẽ dừng và nó sẽ nhấp nháy cái chữ đã đủ sản phẩm. Khi mà cái sản phẩm của mình á bằng cái số đặt trước thì mình sẽ có một cái dòng lặp để cho nó nhấp nháy liên tục và nó khi nào mình có nhu cầu khi mà bấm cái nút nào đó để cho nó thoát khỏi dòng lặp á thì mình sẽ chèn vào cái chính giữa cái dòng lặp này để break để thoát khỏi dòng lặp là chúng ta sẽ thực hiện tiếp chương trình. Nhưng mà tại chương trình của mình nó chỉ dừng ở đây thôi nên là cái dòng lặp này nó sẽ nhấp nháy hoài luôn. Đây LCD GoToSD 12 là cái dòng số 2. Dòng số 2 của mình thì nó sẽ hiển thị lên cái chữ đã đủ sản phẩm và nó sẽ delay. Sau cái khoảng thời gian delay này á thì vẫn là cái dòng số 2 này nhưng mà cái chuỗi của nó sẽ là 16 cái khoảng trắng nên là mình sẽ ở đây nó delay 300 mili giây thì mình sẽ thấy nó sẽ hiển thị cái chữ này, sau đó nó sẽ tắt và hiển thị chữ này nó sẽ tắt, nó sẽ nhấp nháy hoài ở cái dòng lặp này. Giờ mình sẽ mô phỏng. Đây là cái lúc mình hiển thị cái giá trị đặt trước của mình sản phẩm mắt đặt trước giá trị đặt trước ban đầu mình chưa điều chỉnh là nó sẽ 15
Còn cái số sản phẩm đếm á, thì cái timer này, cái sensor này nó chưa có, cái sản phẩm này chạy qua thì nó sẽ hiện số 0. Ở đây cái nút up và nút down là mình nhấn nút up thì cái giá trị đặt trước này nó sẽ tăng một đơn vị. Đây. Này nó sẽ không vượt quá 20. Khi mà 20 rồi mình up nữa thì nó sẽ không có tăng nữa. Tương tự cho nút down. Nút down nó sẽ không nhỏ hơn 10. Đây. Khi mà nó bằng 10 rồi mình nhấn down nữa thì nó sẽ không xuống. Còn khi này mình sẽ mô phỏng cho một cái sensor giống như có một sản phẩm đi qua, mình sẽ nhấn một lần. Đây, số sản phẩm nó sẽ tăng lên một. Và bây giờ mình sẽ nhấn cho đủ 10 cái sản phẩm bằng cái số sản phẩm ở trên. 10 sản phẩm á, thì nó sẽ hiện lên cái chữ đã đủ sản phẩm và nó sẽ nhấp nháy. Như vậy thì nó sẽ không có, mình sẽ không làm được cái công việc khác giống như là đếm tép hoặc là đặt cái giá trị lại, tại vì nó sẽ chạy ở cái vòng lặp này luôn. Đây, nó sẽ chạy ở cái vòng lặp này luôn, nó không thoát ra được. Nếu như mình muốn thoát khỏi vòng lặp đó, thì mình sẽ bỏ một cái điều kiện vào đây để break khỏi cái vòng lặp. Vậy là bài tập dùng timer thì không để đếm cái sản phẩm của con bít 16 tới 7 hiển thị LCD 16 tháng 2 đã xong. Cảm ơn mọi người đã xem.